Hội đồng xác lập kỷ lục Việt Nam, Tổ chức kỷ lục Việt Nam vừa có quyết định về việc công nhận vịt quay lá mắc mật Lạng Sơn lọt top 100 món ăn đặc sản Việt Nam và hoa hồi Lạng Sơn lọt top 100 đặc sản quà tặng Việt Nam giai đoạn 2020-2021 theo bộ tiêu chí top các món ăn đặc sản Việt Nam. Từ lâu, vịt quay mắc mật trở thành món ăn đặc sản xứ Lạng và du khách đến đây không quên thưởng thức món ăn này đầu tiên. Để có được món vịt quay mang đậm chất xứ Lạng, người đầu bếp phải tỉ mẩn từ khâu chọn vịt, tẩm ướp gia vị đến khâu quay vịt. Thịt vịt vừa mềm, lớp da dai giòn, quyện vị đặc trưng của mắc mật, khiến vị của vịt quay Lạng Sơn trở nên khó quên hơn bao giờ hết. Đối với hoa hồi, hồi Lạng Sơn là giống đại hồi đã trở nên nổi tiếng từ lâu như một loài lâm sản đặc trưng của tỉnh. Điều kiện địa lý đặc thù của vùng đất này đã tạo nên chất lượng tinh dầu có hàm lượng cao và không có độc tố. Với diện tích toàn tỉnh trên 35.000 ha, chiếm 70% diện tích rừng hồi cả nước, hiện nay hồi Lạng Sơn đang được trồng, thu hoạch, bảo quản, sơ chế, thân thiện với môi trường. Việc xác lập top 100 món ăn đặc sản Việt Nam và top 100 đặc sản quà tặng Việt Nam giai đoạn năm 2020-2021 trong hành trình tìm kiếm quảng bá các giá trị ẩm thực đặc sản Việt Nam. Vì vậy, Ủy ban nhân dân tỉnh đề nghị tiếp tục đẩy mạnh quảng bá, giới thiệu hình ảnh giá trị các đặc sản nổi tiếng của tỉnh, nhất là hai đặc sản lọt top là vịt quay lá mắc mật và hoa hồi, gắn với các hoạt động văn hóa, xúc tiến du lịch và các sự kiện lễ kỷ niệm quan trọng của tỉnh. Đồng thời tiếp tục có các giải pháp nâng cao giá trị và phát triển bền vững cây hồi, sản phẩm từ cây hồi, sản phẩm vịt quay và các đặc sản khác của tỉnh.